tử hồi báo, giặc Mông đã hoàn toàn rút khỏi trận địa. Vậy thì yên tâm rồi. Mông Ngô chết, số dương gia còn lại chúng sẽ về giành ngôi đại hãn. Tin chắc tạm thời chúng không còn thời gian để quy quân Nam Hạ nữa, Tương Dương còn đứng vững một thời gian. Dương huynh đệ, lần này nhờ có đệ, thành Tương Dương mới tránh cảnh sinh linh đồ tháng. Quan nội chủ, vì nước vì dân, hiệp chi đại giả. Nếu sao tôi với Quách Bá Bá thật là một trời một vực. Dương đại ca, trước đây tiểu muội thật có lỗi với huynh. Lần này nhờ huynh không căm thù chuyện năm xưa, muội bỏ đi Quách tiểu muội à? Thật ra trước đây ta cũng có nhiều điều thất trách, mong Quách tiểu muội đừng chấp lỗi. Dương đại ca, Hoa Nhi, lần này con lập được đại công, nếu phụ mẫu con ở dưới số vàng biết được, họ sẽ rất vinh hạnh vì con. Quách bá mẫu, thật ra đối với Hoa Nhi mà nói, chuyện đáng mừng đối với con là được trùng phùng cùng với Long Muội. Còn những chuyện khác đối với Hoa Nhi không có gì quan trọng. Hoa Nhi, Quách bá bá thật là hãnh diện vì con. Con và Long cô nương thật là hữu tình nhân trung thành quyến thuộc, Quách bá bá đây rất vui mừng. Quách bá bá, nếu trước đây Hoa Nhi không được sự dạy dỗ của bá bá thì cũng đâu có thành tựu như hôm nay. Tốt, làm người nhớ đừng bạc nghĩa. Năm xưa nếu không nhờ thất vị ân sư diễn chinh nơi Đại Mạc đi tìm kiếm mẹ con ta, sau đó nhờ được thất công nuôi dưỡng, nếu không Quách Tĩnh cũng không có ngày hôm nay. À, phải đâu Quách bá bá, Quách bá mẫu, còn chuyện này con vẫn chưa có dịp nói với bá bá và bá mẫu, là Hồng lão tiền bối và nghĩa phụ của con cách đây mười mấy năm đã lìa trần tại Hoa Sơn rồi. Lão động vật, lúc ngươi còn sống gây ra những chuyện tai tiếng, không ngờ chết xuống dưới rồi lại làm hàng xóm với Hồng thất công, thật là may mắn cho ngươi quá ha. A Di Đà Phật. Nhớ năm xưa Đông Tà Tây Độc, chúng ta Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông, Tây Danh Giang Hồ, giờ đây chỉ còn lão phu và đại sư. À, phải rồi, trước đây Tây Thiên Hạ có cao thủ lận, bây giờ thì chỉ còn có hai người thôi. Vậy theo các người nói, đương kim cao thủ thiên hạ ai có thể thừa kế ngôi vị Ngũ Tuyệt này đây? Nhất Đăng đại sư và cha tôi, công lực của họ mỗi ngày một tăng. Trước đây họ đã từng là một trong Ngũ Tuyệt, hôm nay cần gì phải nói câu tiếp nối. Phần Tĩnh ca thân được thất công chân truyền, Hoa Nhi niên kỷ còn nhỏ nhưng võ công cao cường, thiên hạ không có địch thủ. Giả lại còn là nghĩa tử của Tây Độc Âu Dương Phong. Nếu như Đông Nam Lưỡng Nhị Tuyệt đều là người cũ, vậy còn Tây Bắc hai vị bỏ trống, dĩ nhiên do Tĩnh ca và Hoa Nhi thừa kế rồi. Mà không được. Sao lại không được? Nè, Âu Dương Phong biệt danh là Tây Độc rồi, nhưng mà Tiểu Dương Hoa này á, lòng dạ nó không độc chút nào. Nếu đặt nó là tiểu độc vật, có phải quan cho nó không chứ, phải không? Nếu nói như vậy á, Tĩnh ca cũng đâu phải là kẻ ăn mày, Nhất Đăng đại sư cũng đâu phải là Dương gia nữa. Ta có thể dùng xưng hiệu của Ngũ Tuyệt cải chánh lại mà. Phải rồi, nhưng mà đổi thế nào? Nếu Nhất Đăng đại sư đã xuất gia nhập đạo, ta có thể gọi ngài là Nam Tăng. Còn phần Hoa Nhi thì tôi tặng cho cháu nó chữ Cuồng, các vị cảm thấy thế nào? Cuồng, đó cũng được. Đông Tà Tây Cuồng. Dương huynh đệ, ta và ngươi một già một trẻ, vừa đủ một cặp, dung nhi đặt rất đúng. Do công giảng bối nông cạn, làm sao dám cùng tiền bối so ngang bình luận được. Dương huynh đệ, nếu dung nhi đã tặng cho đệ một chữ Cuồng rồi, vậy đệ cứ cuồng ngâu một lần có được không? Hoàng đội chủ giáo huấn thật đúng,
Thôi được, vạn bối buộc phải phụng mạng của các lão tiền bối. Tốt. Tây độc. Tốt. Nè, bây giờ Nam Đế Tây độc cũng đã đổi biệt danh rồi. Nhất Thành, vậy bắt cái nên sửa cái gì cho thích hợp? 10 năm nay Quách Bá Bá tử thủ Tương Dương, vì dân vì nước. Theo con cứ đặt Quách Bá Bá là Bắc Hiệp, tin chắc ai ai cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Hoài Nhi, vì thí chủ nói rất đúng, biệt danh Bắc Hiệp, Tĩnh Nhi đừng từ chối nữa. Đông Tà Tây Cuồng, Nam Tăng Bắc Hiệp, 4 người này đều có kẻ thừa kế, vậy còn thiếu một vị trí, do ai thừa kế đây? Phải rồi, còn sót một vị trí, ai là người thừa kế? Long cô nương là truyền nhân của Cổ Mộ phái, dĩ nhiên nữ hiệp Lâm Triều Anh võ công phi phàm rồi. Ngọc nữ Tố Tâm kiếm pháp, dĩ nhiên xuất thần nhập quỷ. Dù là Trùng Dương chân nhân gặp cũng phải kỵ mà. Võ công của Hoa Nhi xuất môn từ Long cô nương, đệ tử giờ đã là một trong ngũ tuyệt, phận làm thầy không lời nào có thể tả nổi. Còn vị trí bỏ trống nên do Long cô nương thừa kế. Đúng vậy, tiểu long nữ cứ nhận lấy đi. Tiểu nữ tử vô đức vô năng, các tiền bối hãy chọn người khác đi. Nè vậy đi, võ công của tiểu nữ tuy không dám nói là thiên hạ vô địch, nhưng mà túc trí đa mưu, thiên biến vạn hóa, xưa nay trí trước lực sau, nếu chọn ả làm thủ lĩnh của ngũ tuyệt cũng đâu có quá đáng. Tuyệt lắm. Hoàng lão tà nói thật là đúng, ả nhà đầu Hoàng Dung này đành đá quái dị, dù là trong bá thông này cũng phải kỵ ả nữa. Vậy đi Hoàng Dung, thủ lĩnh ngũ tuyệt mình cứ đảm nhận đi. A Di Đà Phật, trong bá thông ngươi thật là thiết bất đắc, thật là thiết bất đắc rồi. Cái gì thiết bất đắc vậy hả? Thôi tưởng cười nữa mà chuyện gì. Châu Bá Thông, xưa đây Hoàng lão tà này coi thường danh lợi, Nhiếp Đăng đại sư thì càng không thể tả nữa. Chỉ còn lại mình ngươi, trong lòng trống rỗng, thực chất không bao giờ có hai chữ danh lợi được. Xét kỹ, cứ so với hai tà cao hơn một bậc đó. Đông Tà Tây Cuồng, Nam Tàng Bắc Hiệp, Trung Hoàng Đồng. Lão Hoàng Đồng, trong số ngũ tuyệt ngươi là kẻ đứng đầu đi. Đúng. Trời. Hoa Nhi, hai con đã quyết định không theo ta về Tương Dương thật sao? Quách Bá Bá, hảo ý của Bá Bá chúng con xin nhận. Con và Long Muội đã cách biệt 16 năm trời, giờ chỉ muốn sống thanh đạm trong những ngày còn lại thôi. Chúng con xin cáo biệt ta đây. Nè Dương Quang ơi, ngươi vừa mới đảm nhận chức Tây Cuồng mà, sao không ngao vô giang hồ Dương Quang chút chứ? Tiếc quá vậy. Dù võ công mình có cao chăng nữa, cũng như Hồng lão tiểu bối và nghĩa phụ của tôi vậy, sau cùng cũng phải trở thành đống tro thôi. Đời người có được bao nhiêu năm, duy nhất vĩnh cửu không biến, chỉ có một chữ tình thôi. Thà chết mà tình cảm trong lòng vẫn không thay đổi, mới có thể vĩnh cửu lưu truyền nhân thế. Đại ca ca, vậy huynh muội ta đến bao giờ được gặp lại nhau? Nếu như có duyên thì ta sẽ gặp lại thôi, như ta và Long muội vậy. Long muội, chúng ta đi. Tình khí sinh tử tương hứa.